Đây cho tớ cái dầu không nữa. Đây các bạn ạ. Xong à? Đây làm miếng đậu nữa này. Xong làm miếng bún này. Cái này cũng phải là ngón này. Gọi là bao phê lá ngón rồi các bạn. Đấy, cũng ăn bún đậu cứ phải phồng mồm lên này đúng không? Chấm cứt lát xong bắt đầu chấm chấm này. Mời bác nhá. Bao phê rồi. Đây là cái mõm lợn này. Đây, Bẩm đang đùa cái mõm lợn với cái lưỡi lợn các bạn nhé. Đây, tí nữa làm cái bình thường thì người ta ăn bún đậu với cái thịt ba chỉ ấy, nhưng mà bây giờ đi đi chợ trời mưa gió này, mùa dịch bệnh này là thịt ba chỉ ngon nó hết sớm lắm các bạn ạ. Với lại ăn cái ăn cái món với cái lưới lợn cũng ngon mà đúng không? Ngon hơn thịt ba chỉ chứ. Thịt ba chỉ thì nó chỉ có một vị thôi, nên cái này là có cả vị béo ấy. Ngon ngọt bùi có hết. Này chắc cái lưỡi với cái này là mua về xong rồi là mình trần qua nước sôi xong cạo sạch cái lớp màng ở bên cánh ngoài của cái lưỡi các bạn nhá. Cái mõm thì chúng ta cũng phải loại bỏ sạch cái phần lông đi. Cứ trùng qua nước sôi rồi các bạn cạo lấy dao sắc các bạn cạo. Sau đấy là cho vào luộc khoảng 30 phút thôi. Nếu nó dày quá thì các bạn khứa khứa đôi ra nhá. Tách đôi hoặc cắt chia nhỏ cái khúc thịt ra. Cái lưỡi ra thì chúng ta luộc nó sẽ nhanh hơn. Luộc thịt xong rồi bây giờ cậu Bờm sẽ rán đậu các bạn nhá. Rán đậu thì đơn giản thôi, cứ cho chảo lên nóng nóng rồi. Cho chảo lên bếp nóng chảo thì bắt đầu chúng ta cho dầu vào. Đây là dầu hướng dương Nga các bạn nhá. Đây, dầu hướng dương Nga. Bạn nào có nhu cầu sử dụng dầu hướng dương Nga thì comment ở dưới nhá. Suốt ngày quảng cáo đúng không? Đấy. Muốn cho đậu giòn thì chúng ta cho nhiều dầu một chút nhá. Còn không thì nhưng mà ăn bún đậu thì phải đậu giòn các bạn ạ. Chứ bình thường chúng ta hay làm đậu nước ván đúng không? Nhưng mà cái này phải cho đậu giòn rồi. Đấy, dầu nóng rồi thì các bạn bắt đầu là cho đậu vào nhé các bạn nhé. Đây. Cậu Bơm sẽ thái đậu như này các bạn nhé. Đậu như này thì nó sẽ nhanh giòn này. Đấy, và ăn vừa miếng luôn. Đó, tí nữa quan trọng là vừa miếng chúng ta ăn nữa. Tay đi nắng, trời đợt này nắng quá, tay đen xì luôn. Đậu đẹp này mà tay đen quá. Mấy hôm đi xe máy rồi đen hết tay bạn ạ. Ờ. Chà. Đậu vàng rồi giòn rồi, bắt đầu chúng ta sẽ vớt ra nhá. Vớt ra và chúng ta để cho nó ráo cái nước dầu này. Các cái mỡ này là được các bạn. Này, nó teo lại như cái tôm mỡ này.
ok nhá. Sau khi thịt luộc xong thì chúng ta sẽ thái thôi các bạn nhé. Để nguội thì các bạn có thể cho vào tủ lạnh. Nhưng mà trời này đang hơi mưa mưa lạnh lạnh thì nó để ăn nóng nó ngon hơn các bạn. Luộc thịt đẳng cấp cao chín này, ngon. Các bạn luộc thịt xong các bạn cứ ngâm ở trong nước lạnh, ngâm trong nồi khoảng 5 phút xong vớt ra bỏ nước đá thì nó vừa chín không đỏ mà nó giòn. Làm miếng nữa. Ngon, ngon. Ok. Đây là cái thịt mõm các bạn nhé. Nhìn có thể nhiều mỡ này nhưng mà ăn nó sẽ không bị béo đâu. Cái mỡ mõm nó rất chỉ là thơm và giòn. Đây các bạn nhá. Đấy thì lưỡi này, thịt mõm này, thịt mõm ngon như thế này mà. Ăn không béo đâu. Ngon lắm. Quan trọng nhất là của cái món bún đậu mắm tôm là làm nước chấm các bạn nhá. Làm món bún đậu này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm ít tỏi băm này. Tỏi băm nhá, các bạn không ăn được hăng thì các bạn trần qua nước sôi. Đấy, sau đó là các bạn cho thêm ớt này. Các bạn nha, xong rồi cho thêm chút mì chính nhé. Đường này, cho thật nhiều đường vào nhé. Cho đường vào nhé các bạn. Cho mắm tôm. Sau đó là cái dầu này. Cái dầu này các bạn rán đậu này. Đấy, các bạn cho vào này. Đấy, cho cái dầu rán đậu vào này. Sau đó là bắt chanh vào các bạn nhé. Bắt chanh vào nó là được. Ok. Còn là các bạn trong làm thì các bạn hay có quất, bạn vắt quất vào, xong nó đánh đều này, đánh đều, tắc, quên. Đấy. Và lúc nào các bạn đánh nó bông lên như này là càng bông càng tốt các bạn nhé. Mắm tôm mà có cái tỏi này, nhiều ớt này, nhiều đường này. Còn nó khắm khắm như của chị em. Mùi này làm gì khắm nữa. Chúng ta làm như này có khắm. Tí nhớ luôn. Mỏi tay. Thế thôi mày đánh bắt kia đi. Đấy xong nhá. Một tô cực ngon. Sau thời gian chuẩn bị thì bây giờ cậu đã làm xong cái mâm bún đậu mắm tôm nhá. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ trang trí một chút cho nó đẹp nhá. Một ít lá sung này. Tại sao có lá sung? Bởi vì nay có cái mõm lợn này các bạn. Đấy. Trang trí nó vui vui một tí cho nó đẹp, đẹp mắt. Anh em giờ nhìn thấy gái xinh là chúng không biết hàng họ thế nào đúng không? Cứ nhìn thấy xinh là thích rồi. Bây giờ là ăn uống cứ phải nhìn thấy đẹp nên là mới thích. Đấy. Rồi. Sau đó đây là cái thịt các bạn nhá.
cậu quay món đồ lên đây luôn. Đây, thịt móm chúng ta cho một bên. Đấy. Đó. Ở dưới cái rổ bát anh ạ. Đấy, thịt móm hơi mỡ một tí các bác nhá, nhưng mà ăn nó không ngán đâu. Ở bên này là thịt không thấy được nhỉ. Mở quay cho tớ này. Đây, anh biết anh bánh mắm tôm em thiếu gì không? Đây, thịt hơi một bên này, còn đậu này. Sao anh? Mà mắm này thì ngon. Ở bình. Dạ. Đấy, mắm tôm em bánh em biết em thiếu gì không? Thiếu gì anh? Rượu. Đấy, cho chai nhiều rượu. Đâu rồi? Bình to này á, xả cái đéo đâu. Rượu toàn rượu ngâm thôi, không có rượu trắng đâu. Nhiều đậu quá nhé. Còn quan trọng nhất là bún các bác nhá. Ăn bún đậu mắm tôm mà không có bún nữa thì hơi buồn. Đây, cầm bơm bún lá này. Bún lá cực kỳ ngon luôn, uy tín luôn. Hay ăn thịt chó nên là những quán bún ngon là biết hết các bạn nhá. Đó. Tí nữa các bạn ăn thì các bạn sẽ cắt. À, thêm một chút lá, đây là lá tía tô à? Tía tô. Lá tía tô nhá. Đấy. Bún đậu mắm tôm là không thể thiếu món lá ấy. Bún đậu mắm tôm phải có tía tô kinh giới này, tía tô dầu kinh giới này các bạn nhá. Đấy, và bây giờ là cái bát mắm tôm mà chúng ta để ở giữa này, đúng không? Rồi chọn thêm một ít dưa chuột nữa. Em xếp rồi, vào em phải xếp dưa hết xung quanh em mới bỏ lấy vào. Anh em mình phải để này cho nó rực rỡ ấy. Nhiều rau quá. Không có hôm nào anh gái em chưa. Ngon các bác ơi. Có thằng nào cắt mỗi mình mày à? Đấy. Cắt vào mâm này. Bỏ đi không? Cắt ra để anh em gắp, cắt vào đĩa ấy. Mày cắt một mình mày ăn. Lấy hai kéo em. Hai kéo mà. Chơi xì dầu đúng không? Em phải làm quay. Đúng. Đúng xì dầu. Quay thì cứ việc quay thôi em. Không có gì thay đổi. Cảm giác nó hơi nóng nóng nhỉ mình nhỉ. Gần cái bếp nãy nó nấu thì chả thấy anh. À, giờ làm các miếng cho các bác nha. Đấy, thịt này. Đây là miếng lưỡi này. Đấy. À gai bún này. Ờ, rau này, rau tía tô này, kinh giới này, đầy đủ ấy. Đấy. Bạn có thấy rau húng đâu? Đấy gì? Đây cho tớ cái dầu húng nữa. Đây các bạn ạ. Xong đây làm miếng đậu nữa này. À, xong làm miếng bún này. Cái này cũng phải là gọi, ngón này. Gọi là bao phê. Là ngón nữa các bạn. Rồi, ăn bún đậu cứ phải phùng mồm lên này đúng không? Chấm cứt mình làm sao? Xong bắt đầu chấm. Chấm này. Mời bác nhá. Bao phê rồi. Ngon. Đậu giòn không? Qua thua hai lợn này cay lắm. Đậu giòn. À mấy thằng mày đi cái lúc sau tao đi luôn. Nó bật tao 5-4. Tao thắng 3-1 mà nó bật 5-4. Cay dãi. Trời ơi. Đi chế các bạn. Trong hai thằng nói không? Ai nhớ chơi toàn. Hai đánh một không chột thì cũng khỏe. Chứ bẩn nó ăn bơm đồ với nhau. Làm miếng. Anh em nó đồng đội thế là đúng rồi. Anh cầm xe à? Ồ. Mày bảo nó cứ đẻ. Tao cầm xem một mà nó toàn xem xem hết chi như vậy. Hôm nay phục thù không? Ngày anh bảo tham gia hàng rồi. Hai tối nay nằm mình với mình cọp nhỉ? Ừ. Bắn Hoàng anh hay á? Đúng rồi, Hoàng anh Chí cận. Hoàng Chí nhỉ? Xong rồi chuyển đế chế chia đôi. Ừ. Em với bạn em với anh em Hoàng. Tối nay em đi rồi. Dạ. À, bạn làm miếng à? Thì cái ông qua 11 giờ tí thì em. Đấy anh em nha. Đây. Miếng nó nhỏ nên là mình làm miếng bé bé tí thôi. Bạn có bánh 3C. Bạn thêm miếng đậu nữa bạn. À. Miếng đậu miếng dưa vào. Đậu vào thì hơi to nha. Ừ. Vì ăn mà.
Rồi, chấm mất mắm nha. Đấy, rồi. Mời anh em nhá. À. Đùa, mấy khi có cơ hội nấu cho bạn ăn đúng không? Mà bình thường bây giờ vợ con nó nấu rồi thì ăn ngoài là vợ con nó tóm cổ ngay. Mày lên bạn đi. Nào đến lượt thanh niên ăn. Ở đây gọi mày là Lý Đức của xóm. Gọi là Lý Đức. Thanh niên hổ rốn nhá. Chả phải bùn rối thì cuốn. Anh em bùn rối à? Cuốn là dễ. Xin phép hơi thôi, Covid nhỏ hơi bẩn tí. Anh em ở đây là trước khi ăn là đã rửa tay bằng xà phòng và đo thân nhiệt rồi các bạn. Khám sàng lọc đầy đủ rồi á. Làm món này. Đùa. Ngon không? Mẹ chưa ăn đã hỏi ngon không rồi. Nhưng mà Đỗ thăm bảo không ngon. Các bạn không ngon là lần sau không có cửa được ăn nữa đúng không? Thôi nói vui vậy thôi nha. Xin phép dừng video ở đây nhá. Cảm ơn các bạn luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Bơm nhá. Nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh nhá để theo dõi video tiếp theo nhá.